đã có ý chí, nơi đó có con đường. Bây giờ ở đây á, một là mình chết, hai là mình điên đồ. Mình điên đồ mình tới ngã. Đã giang hồ rồi, nào cứ như thằng nào, đi đi. Lành à, Lành à, em làm gì vậy? Có bị bắt cóc hả? Tại sao má không biết? Mà bắt cóc hồi nào? Còn người bắt cóc có là người con không vậy? Má còn cơ bản nữa hả? Má còn làm tin làm tội gia đình tới bao giờ nữa đây? Má hiểu nợ đại ca tôi. Hôm nay tới ngày thanh toán tiền nợ. Con hồn như mãi về đây cho tôi. Đốt nhà ông đó. Bây giờ nếu như mày muốn chơi ở đây, cũng chưa biết thằng nào thắp nhang cho thằng nào trước. Mày bước ra đây, tao với mày chia tay rồi. Đồ ăn hại, chuyện lần này mà không xong, từ bẫy đá cho tới chuyện mày là không yên với tao đâu. Chú lại. Ê, 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 sao sao sao, kể tiếp nghe coi. Coi cái mặt kìa, đúng cái mặt đi nhiều chuyện luôn á. Ừ, chứ sao? Thì tao gặp anh Sơn rồi, và tao còn biết á là anh đã lên Sài Gòn. Có công ăn việc làm ổn định luôn. Anh làm bảo vệ cho một công ty lớn lắm. Ủa vậy hả? Rồi hai đứa mày có đi đâu không? Thì gặp nhau nói chuyện thôi, chứ đi đâu nữa. Gì uổng vậy? Con nhỏ này, uổng gì mà uổng. Tao đang nghiêm túc đó, không có giỡn đâu. Ủa tao đâu có giỡn đâu, tao nói chơi chứ bộ. Thì tao với ảnh gặp nhau nói rất là nhiều chuyện luôn. Tao thấy là mày có vẻ thích anh chàng này thiệt rồi nha. Hả? Tao cũng không biết tình cảm của tao bây giờ là gì nữa. Nhưng mà tao rất là mang ơn ảnh và ngưỡng mộ ảnh nữa. Con trai mà nghĩa khí như ảnh bây giờ hiếm lắm đó, biết không? À, hôm đó tao còn bị cướp nữa. Cái gì? Cướp hả? Ê! Ây da! Đưa lại! Anh ơi! Anh ơi! Anh có sao không? Anh Sơn! Trời ơi! Chết rồi! Chết rồi! Gì vậy? Chết rồi! Có cái mặt của mày kìa! Mặt tao làm sao? Tiêu rồi! Tiêu rồi! Hiện cái chữ yêu chà bá lửa luôn. Chà bá nè, hay quá ha, chọc tao hoài. Tới giờ học rồi kìa, đi vô. Biết rồi. Yêu nè, yêu nè. Yêu đau đớn luôn rồi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Con thú qua lại với thằng Sơn hả? Dạ. Tôi kêu cậu coi chừng nó cẩn thận, mà sao cậu để nó qua lại với thằng Sơn? Dạ, thì em vừa biết là em nói với anh liền để anh xử lý. Ở trên đó coi nó cẩn thận cho tôi. Dạ. Ông à, có chuyện gì vậy ông? Con Thu nó sao vậy? Đúng là hư thân mà. Sài Gòn rộng như vậy đó, mà nó với thằng Sơn tìm thấy được nhau đó chứ. Thôi bớt giận đi, ăn trái cây đi ông. Chuyện đâu còn có đó mà. Ông ăn đi. Alo. Mày làm cái gì mà mày để cho thằng Sơn nó qua lại với con gái của tao vậy? Con gái anh là ai? Con Thu con tao chứ còn ai nữa. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Bớt nóng đi, có chuyện gì? Mày phải tìm cách mày ngăn cản rồi mày dằn mặt nó cho tao. Anh ơi là anh, cái đó là chuyện riêng tư của nó. Tôi thấy anh quá đáng rồi đó nghe. Cái chuyện đó là chuyện của con gái anh. Sao tự nhiên anh la tôi? Nói tóm lại á, là tôi kêu nó về đây làm việc cho tôi. Tôi đang muốn nó làm cho tôi một phi vụ. Sao chuyện này đi,
Rồi tôi hốt mớ, tôi sẽ tìm cách nói với nó được chưa? Chứ anh thử nghĩ đi, tôi có cái quyền gì để tôi nói nó? Chuyện riêng tư của nó mà. Mà hơn nữa tôi cũng đang nhờ nó mà, anh hiểu không? Tao lên Sài Gòn liền bây giờ nè. Thôi, chuyện đâu còn có đó, anh bớt nóng đi. Con gái anh nó lớn rồi mà, nó biết đúng, biết sai, nó chọn bạn mà nó chơi. Ok, nếu mà anh có lên á thì anh cứ gọi cho em, em sẽ tiếp đãi. Hả? Được rồi, tao sẽ lên Sài Gòn rồi tao báo cho mày liền. Bà ơi, bà. Tôi ra liền. Chuyện gì vậy ông? Kêu tài xế chuẩn bị xe chở tôi lên Sài Gòn gấp. Ông đi Sài Gòn hả? Ông lên gặp con Thu phải không? Ông à, ông cho tôi đi với nha. Bà theo lên đó làm cái gì? Con bà nó hư hỏng ở trên đó rồi kìa. Nhưng mà chuyện chưa biết ra làm sao. Ông nói con như vậy á, người ngoài người ta nghe được người ta cười cho. Bộ tôi nói sai hay sao? Nó cứ bám theo cái thằng giang hồ đó. Bà có biết tai hại như thế nào không? Tôi phải lên trên đó tôi coi nó ra làm sao. Không có để yên cái chuyện này được đâu. Nếu vậy ông cho tôi đi với ông nha. Có tôi trên đó, nói nó nhiều khi nó còn nghe ông mà. Bộ tôi nói nó không nghe hay sao? Nhà có đứa con gái mà lo hết chuyện này tới chuyện khác. Tính của ông á, nóng nảy quá. Lên đó rồi ông làm ầm lên, còn nó thì lại ương bướng, rồi không nghe lời. Hai cha con lại gây nhau nữa. Cứ tôi ở trên đó, rồi còn có ông nữa. Mình nói quả ma nó nghe mà ông. Thôi được rồi, bà muốn đi á thì vô chuẩn bị đồ đi, rồi tôi với bà đi. Đừng có ngồi đó mà cào nhào nữa. Dạ dạ được rồi, tôi chuẩn bị đi liền. Mà khoan đã, ông chờ tôi nha. Tôi ra chợ tôi mua cho nó ít bánh với trái cây. Nó thích ăn bánh với trái cây ở đây lắm. Tôi đi tôi về liền nha. Thì đi lẹ đi. Rồi đợi tôi một chút nha. Cô ba à? Dạ. Cô có biết em của cô là thằng Sơn, nó làm gì ở trên Sài Gòn không? Dạ tôi... Ở trên Sài Gòn á, nó cứ bám theo con Thu nhà tôi hoài à. Chuyện này á, chắc cô ba biết mà phải không? Ý bà là bà muốn nói cái gì? Ý của tôi muốn nói á là cô nói với thằng Sơn, em của cô á, tránh xa con Thu nhà tôi ra. Đừng có cái kiểu đĩa mà đòi đeo chân hạt. Hơn nữa, thằng Sơn nó đã từng bị tù tội, nó nghĩ là nó có tư cách để đeo đuổi con gái nhà tôi hay sao? Dạ tôi không biết là bà muốn nói cái gì. Ý tôi muốn á, lần này là tôi nhắc nhở thôi. Cô nói lại với thằng Sơn em của cô nha, nếu nó và con Thu nhà tôi còn qua lại với nhau thì đừng có trách tại sao ông nhà tôi mạnh tay. Cô nhớ nha. Bà có chuyện gì mà phải tới tận nhà tôi vậy? Hay là đang trốn nợ? Trời ơi, anh Năm sao cứ nhắc đến mấy cái chuyện đó hoài à? Tôi tới đây là chuyện khác. Chuyện gì nữa? Còn cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện mà anh Năm đang lo lắng? Bà cũng biết tôi đang lo lắng chuyện gì sao? Thì cái chuyện thằng Sơn với con Thu nhà anh đó. Bà nói như vậy là có ý gì? Tôi cảnh cáo bà nghe, bà về bà dạy lại thằng con trai của bà đi, đừng có để nó bén mảng tới bên cạnh con Thu nhà tôi, nghe chưa? Vậy thôi, để tôi đi nhanh vô vấn đề để khỏi mất thời gian của anh ha. Anh Năm à, bây giờ anh chỉ cần đưa cho tôi 20 triệu, tôi sẽ làm cho thằng Sơn thổi quen con Thu luôn. Bằng cách gì? Thằng Sơn con tôi nó hiếu thảo lắm. Nó mà nghe tôi bệnh nặng hay là trăn trối á là nó nghe lời liền hả? Làm sao mà tôi tin được bà chứ? Bà tính gạt tôi đó hả? Đâu có dễ như vậy. Trời, anh Năm chưa thử mà anh nói là không tin. Nè, lần này tôi lên Sài Gòn tôi xử lý cho dứt cái chuyện này. Nếu cần đến bà là tôi đã gọi cho bà từ lâu rồi.
Con số 20 triệu của bà còn mắc hơn số tiền tôi lên đó ăn chơi nữa. Anh Năm, anh suy nghĩ kỹ đi. Thằng Sơn á, nó chỉ nghe lời có một mình tôi à. Có 20 triệu thôi thì anh khỏi cần phải đi tới đi lui chi cho nó mệt. Thằng con bà, nếu nó không nghe lời á, thì tôi cũng có cách tôi bắt nó phải nghe. Tôi không cần bà phải xen vô. Đi về đi, phiền phức quá. Nói vậy là anh không chịu hả? Mở Thành. Dạ. Mở ra đây. Dạ. Dạ. Đưa cô mẹ này ra khỏi nhà giùm cái. Dạ. Lộn dạ, xộn dạ, quá. Dạ. Út nè, ơi. Út về giùm con. Lộn cổ bà ra. Lộn cổ gì? Thôi đi Út, về giùm con nha. Xích ra đi. Nè, tao còn chưa nói cái chuyện mà thằng chồng mày á đụng chết ông Út nhà tao nghe chưa? Tránh ra đi, cho người lớn nói chuyện. Sao vậy? Đuổi bà ra. Tránh ra. Anh Năm, để rồi coi. Anh cũng phải năn nỉ tôi thôi à. Hay là bây giờ á, mình làm xu gia với nhau đi. Tôi mà có xu gia giàu như anh đó ha, biết đâu á, tôi đổi đời luôn á, khỏi phiền phức chi nữa. Con mẹ điên này, đưa bà ra đi. Tống cổ bà ra. Tôi nói đưa đi. Nè anh Năm, anh nhớ lời tôi nói nha anh Năm. Anh suy nghĩ kỹ đi. Có lợi chứ không có hại đâu. Tôi sẽ tăng lên 30 triệu. Lúc đó anh mà đưa tôi 20 triệu hả? Tôi cũng không thèm lấy đâu. Cái đồ khùng, đồ điên, đồ tâm thần. Đưa bà đi. Dạ dạ về dạ. Về liền. Về về làm gì dữ vậy? Trời ơi, về anh nhớ lời tôi nói nha. Về đi. Về đi Út. Đi đi mà Út. 20 triệu không thèm lấy đâu nha. 30 đó nha. Mẹ nó, con mẹ khùng. Sao rồi Sơn? Tao không có kiên nhẫn đợi mày lâu đâu nha. Tôi cần thêm một thứ nữa để hoàn thành phi vụ lần này. Cái gì? Mày giỡn với tao đó hả? Bao nhiêu đó tao chuẩn bị cho mày mà còn thiếu sao? Tôi muốn tìm một nơi làm khóa uy tín ở Sài Gòn và mua một máy xịt khói. Mày giỡn hả? Mày muốn xịt hết cho cả Sài Gòn này biết mày đi ăn trộm, đi ăn cướp hả? Anh cứ yên tâm, kế hoạch của tôi đã có định liệu hết rồi. Mày chắc chắn tôi mới dám làm. Thôi được rồi, tao sẽ chỉ cho mày một chỗ làm khóa tốt và đảm bảo kín miệng. Đều là anh em chiến hữu của tao đó. Cảm ơn anh. Nè, thật ra tao không có muốn xen vào chuyện riêng của mày, nhưng mà chuyện mà mày quen biết với con gái ông Năm Sa Ben đó, tao khuyên mày nên cẩn thận. Đã ra chốn giang hồ mà nhất là đang chuẩn bị làm ăn lớn, phải nghĩ tới cả băng nhóm. Lộ tẩy là chết chùm, vô tù xé lịch, còn không á là chờ bị tử hình, mày hiểu không? Chơi bời cho vui đi, làm khổ con gái nhà lành người ta làm cái gì? Biết mày có tương lai hay không mà mày yêu người ta chỉ cho nó khổ. Tao á thì tao nói vậy thôi, tùy mày suy nghĩ. Bây giờ quan trọng nhất của tao là mày tập trung vào vụ Kim Thành đi. Vậy là Thu có người theo dõi. Nhưng lạ là mày đã không theo phe của ông Năm, chia rẽ mình và Thu. Giang hồ phức tạp thiệt. Vậy thì mối quan hệ giữa mày đá và ông Năm Sa Ben thân như thế nào? Ê, mày làm gì vậy mày? Tao phải thủ con dao này, nó bén lắm, nó được làm bằng thép, ba bố cỡ nào cũng rách hết. Phòng hờ thằng nào trùm ba bố tao tiếp. Thôi bỏ chuyện này đi, mình sắp làm phi vụ lớn rồi, cho qua mấy chuyện nhỏ này đi, có gì sau này rồi tính. Mày nói hay quá ha, tao bị bầm dập chứ đâu phải mày đâu. Tao cần phải tìm ra thằng nào chơi tao, chắc chắn là trong đám con bị đá thôi. Mình mới lên Sài Gòn, đâu có gây chuyện với ai đâu. Ý của mày là có người đánh dằn mặt, nếu vậy sao không ra mặt đánh luôn, trên ba bố chỉ cho mình. Tại nó sợ mình thấy mặt. Nhưng mà tao nghĩ rồi, cái thằng mập mà chạy xe đôm trước khách sạn á, tại sao xe nó hư ngay khúc đường vắng, ngay khúc tao bị trùm ba bố. Lúc tao bị trùm ba bố, tao có nghe tiếng xe của nó vòng lại. Nó trong đám đó chứ không ai hết. Mày đi với tao không? Đi tìm nó. Thôi, tao còn nhiều việc phải làm lắm.
Thôi được rồi, mày không đi tao đi mình. Nè, một mình mày chơi lại tụi nó sao? Tụi nó là ai mày biết chưa? Tao phải cho tụi nó biết dân cụ lao tụi mình nghèo, nhưng mà không phải dễ ăn hiếp. Nó thích một mạng đổi một mạng, đất qua rồi đó sống. Mình phải chơi tụi nó để mình được bình an, mình được tồn tại. Nhưng tao hỏi mày nói là tụi nào mày biết chưa? Bởi vì bây giờ tao mới đi tìm. Tao sẽ canh ở trước khách sạn. Tao tin thế nào cũng tìm được cái gì đó, cũng giống như mày đó, quan sát tiệm vàng thôi. Mày ở nhà lo chuyện của mày đi, còn tao sẽ đi tìm kẻ thù của tao. Tao mà không trả thù được á, tao không ăn ngon ngủ yên được. Đây là mẫu dây chuyền mới về đợt này, rất thích hợp cho mấy cặp tình nhân đó chị. Dạ. Dạ. Mình sẽ tặng sợi dây chuyền này cho anh Sơn, còn mình sẽ đeo một sợi, chắc dễ thương lắm á. Chắc anh không từ chối đâu ha. Chị, em lấy cặp này, chị đóng hộp giùm em nha. Dạ, chờ em chút ạ. À, cái gì vậy? Trời ơi, đeo dây chuyền cặp luôn nha. Thì sao? Thì ra kêu réo tao tới đây cho bằng được. Mọi khi có chịu đi đâu. Biết mục đích rồi nha. Mệt quá, cứ chọc ghẹo hoài à. Ghê thiệt. Trời, mặt đỏ rồi kìa. Con người ta yêu rồi. Thôi. Dạ chị cho em gửi. Dạ đây là dạ. Hóa đơn ạ. Dạ, dạ em cảm ơn chị ạ. Wow. Thôi, hay là mình về đi. Chờ nãy giờ cũng lâu lắm rồi, mà có thấy đâu. Hôm khác rồi tìm. Không được, tao phải chờ cho bằng được. Tao chắc chắn mấy cái thằng đó có dính dáng tới khách sạn này, hoặc là khách sạn này sẽ có manh mối để tìm cái thằng đó. Thì mình làm cái vụ Kim Thành xong á, rồi kiếm nó cũng được mà. Đi về. Không được, thù này không trả tao không yên được. Tao không làm gì khác được hết á. Mày muốn về thì về trước đi, tao phải canh bằng được tụi nó, chắc chắn phải có manh mối. Sao vậy ta? Bị gì mày? Sao em bị gì trời? Chết cha. Cái điện. Ủa sao cái gì vậy hả? Hình như bị gọi mình sang con rồi. Đúng là nó rồi. Tao phải giết nó. Khoan mày, để coi nó nói cái gì đó. Đem tiền cho ông Hổ lẹ đi, chứ ông cào nhà hoài à. Hả? Nó là người của thằng Hổ hả? Đi về giùm cái đi, tôi còn làm ăn nữa, xui xẻo quá đi. Trời, đặt chảnh nữa. Hai thằng bay phải lên kế hoạch, theo dõi hai thằng nó cho tao. Đừng có để hai thằng đó làm những chuyện sau lưng mình, mày biết chưa? Em cũng không tin tưởng hai thằng đó, nhất là thằng Sơn cứ lầm lầm lì lì. Còn thằng Vũ suốt ngày ra ngoài ăn chơi, vậy mà tiền đâu mà nó ăn chơi suốt vậy? Nó bò toàn 5 xị mới cứng. Quan trọng là khi tụi nó đột nhập vào tiệm vàng, nếu như ok thành công thì rút, còn không thì biết chưa? Dạ anh. Dạ tụi em hiểu. Mở cửa. Mở cửa cho tụi nó đi. Mở cửa. Nghe mày, chó mày làm gì vậy? Sao cho mày đánh nó? Mày làm gì đó? Mày đứng đó. Mày lấy tao. Lấy tao. Chuyện gì?
Anh hỏi nó đi. Nó dám trùm ba bố tôi đánh lén tôi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng có đánh lộn trong nhà của tao. Đầu đuôi câu chuyện ra sao nói tao nghe. Mày nói đi. Hả? Mày nói thiệt cho anh Bảy nghe. Sao? Mày không dám nói đúng không? Mày không dám nói thì để tao nói. Chúng tôi hôm đó nè, xe không anh? Xe không hả? Dạ. Đi. Đem tiền cho ông hổ lẹ đi, chứ ông cào nhà hoài à. Trời, đặt chảnh nữa. Nó sai người trường ba bố đánh tôi đó. Bây giờ anh xử đi. Anh xử sao cho tôi nể anh đi. Chuyện này là sao? Thằng Vũ nói đúng hay không? Dạ. Em. Mày à! Mày à mày! Anh Bảy! Mày điên hả? Hả? Mày có biết thằng Vũ và thằng Sơn là người của mình hay không? Người một nhà mà. Tại sao mày chơi lén sau lưng nó là sao? Đại ca, đại ca bớt giận đi. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Hiểu lầm cái gì? Im. Nói. Nói nào. Mày không dám nói hả? Tao có bằng chứng cho mày luôn nè. Mày là đàn em của thằng Hổ hả? Dạ. Tại sao mày quýnh tao? Dạ, tại anh kêu em làm vậy. Đánh tao hả? Mày à, mày à, mày à. Hứa tài hả? Mày. Qua bên đó quỳ xuống xin lỗi một tiếng. Nhanh lên. Anh Bảy. Tao sẽ đếm từ 1 tới 3. Mày mà không quỳ xuống xin lỗi tụi nó trước mặt tao, tao sẽ để cho tụi nó quýnh mày chết. Mày nói, tại sao mày dám chơi sau lưng tụi tao? Hả? Mày nói đi. Mày cũng biết là trong đám đàn em của tao không có thằng nào chơi dơ giống như mày. Ngon. Ra mặt đánh tay đôi. Mạng đền mạng. Còn con ngon á. Mày, mày luôn. Bước ra đây chơi tay đôi với tao. Bước ra. Bước qua. 1. 2. 3. Xin lỗi. Cái gì? Mày nói cái gì vậy? Nó nói gì mày? Tao điếc, tao không nghe. Mày nói nhỏ mày nói gì? Tao xin lỗi. Sao tao không nghe ta? Thôi. Tao được. Coi như lời xin lỗi của mày được chấp nhận. Nhưng mà tao nói cho mày biết, tao mà ra tay á thì trời chồng cũng không cản được tao đâu. Mày nhớ nha mày. Mày không tin mày hỏi thằng đàn em đi. Mày nhớ ngày hôm nay nha mày. Con mẹ tụi mày. Điên hả? Đồ đồ bò, đồ ngu. Thu. Dạ. Ba má con mới lên đó. Dạ. Sao ba má con lên đột xuất vậy? Thì cậu cũng đâu có biết đâu. Thôi con vô nhà đi. Dạ. Khoan. Sao cậu? Nhưng mà con nhớ bình tĩnh nha. Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh đó. Là sao? Cậu nói gì con không hiểu. Thì cậu nói như vậy, con cứ nghe lời cậu. Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Cậu thấy ba má con căng lắm. Thôi con vô đi. Nghe lời cậu nha. Nhớ nha. Dạ. Thưa ba má mới lên. Sao ba má lên mà không báo cho con biết với? Báo báo cái gì? Nếu báo á thì ba làm sao ba biết được con ở trên này con làm những cái chuyện gì? Ba, ba nói cái gì vậy? Con đâu có làm gì đâu. Con dám nói là con không làm hả? Con lên đây để con hẹn con gặp trai mà con dám nói là con không có làm hả? Ông à, sao ông nói với con như vậy chứ? Bà im để tôi dạy con.
Ba, con chơi với bạn bè đàng hoàng, ba đừng có suy nghĩ như vậy được không? Có cái thứ nào chơi với thằng giang hồ trộm cắp mà nói mình đàng hoàng không? Nè, ba nói cho con biết, con phải bỏ ngay cái thằng Sơn đó. Đừng có bao giờ dính líu tới cái đám côn đồ lưu manh đó, biết chưa? Ba, anh Sơn không phải là giang hồ. Con mà còn dính líu tới nó, ba sẽ cho người xử nó ngay lập tức, tống cổ nó đi biệt dạng luôn, rõ chưa? Ba làm như vậy là ba đang cư xử giống mấy anh chị giang hồ rồi đó. Ảnh lên đây làm bảo vệ cho nhà người ta, như vậy có gì là sai hả ba? Mất dạy. Nó lên đây là để nó đi ăn trộm ăn cắp, con hiểu chưa? Sao ba biết? Sao ba biết ảnh là giang hồ? Thu à, con đừng có nói nữa. Ông ơi, mới lên nghỉ ngơi trước đi, đừng có la con nữa. Rồi ngày mai có chuyện gì hai cha con từ từ nói chuyện với nhau. Chứ bây giờ hai người, mỗi người một tiếng thì ai chịu nghe ai được? Thì bà giỏi bà nói đó đi. Con bà nó hở ra là nó cãi lời tôi. Nó coi tôi ra cái gì? Lần này á, tôi lên tận đây để tôi ngăn cản tụi nó. Nếu không á, lỡ hai đứa nó xảy ra chuyện lớn thì sao? Tụi con là một tình bạn rất trong sáng. Với lại con lớn rồi, con biết mình đang làm gì mà ba. Ba hiểu hết ảnh không? Mà ba đã vội vàng phán xét ảnh rồi. Anh Sơn là một người có tình có nghĩa lắm ba. Thu à, con đừng có nói nữa. Con lên lầu đi, để ba con nói nóng bây giờ. Đi. Bà đó, bà lo bà dạy đó đi. Nó ăn nói với tôi như vậy đó. Nè, nói cho con biết trước, thằng Sơn mà có chuyện gì là tất cả do con hết đó. Nghe rõ chưa? Ba, đưa cái điện thoại đây. Đưa đây. Đi đi, đi lên lầu đi. Đi không để ba con nói nóng đó. Đi lên lầu. Đứng lại đó, đưa cái điện thoại đây. Nhưng mà điện thoại của con còn phải làm việc nữa mà ba. Ba nói đưa là đưa. Thôi thôi, đưa cho ba đi con. Đi đi, đi. Nè ông, tự nhiên ba làm như vậy à? Con có làm gì sai đâu. Tự nhiên tịch thu điện thoại của con là sao? Lần này á, tôi lên đây, tôi ở đây cho tới khi nào nó quên được thằng Sơn thì thôi. Bà liệu mà lo đi. Thôi được rồi, ông đừng có nói giận nữa. Để tôi lên lầu nói chuyện với con. Con à, má xin con đó, con đừng làm căng với ba có được không? Không có lợi ích gì hết á. Đó, thấy không? Làm cho cha con càng thêm bất hòa. Chứ má biểu con phải làm sao đây? Con phải nói lên chính kiến của con chứ. Và sự thật nữa. Sự thật ở đây á là con với anh Sơn chỉ là bạn bè thôi à. Đâu có gì đâu. Bà cứ cấm đoán tụi con, không cho tụi con gặp nhau là sao? Con á, cũng phải nên hiểu cho ba con chứ. Thằng Sơn vốn là kẻ tần tù tội, nó là dân giang hồ mà. Ba con lo lắng cho con gặp chuyện không may. Anh Sơn có làm giang hồ hay không, đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại á, con thấy ảnh là một người tốt. Ảnh luôn luôn hết lòng vì người khác. Má cũng thấy á, là ảnh có hiếu với gia đình ảnh mà, đúng không? Còn chuyện của con nữa, con gặp nạn biết bao nhiêu lần, ảnh có quyền không cứu con, nhưng mà ảnh đã không làm như vậy. Và đã hết lần này đến lần khác, ảnh đã cứu con rồi mà. Đâu phải ai cũng được như vậy đâu má. Má cũng biết đó, thanh niên thời bây giờ rất là ích kỷ, sợ liên lụy. Họ rất là vô cảm, thực dụng nữa. Nhìn người á, không thể nhìn bề ngoài được. Con biết sau lưng con á, người ta làm cái gì không? Không biết chứ gì. Còn má đó, má không binh vực cho ba con, nhưng mà má muốn con phải có suy nghĩ chín chắn trong chuyện này. Tốt nhất nghe lời ba con đi con. Nè, bây giờ trước mắt là như vậy. Chứ bây giờ nè, ba con đang ở đây, con nghĩ đi, mình có làm gì khác được không? Còn thằng Sơn nữa, nếu mà nó thật sự tốt như con nói thì sau này á, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Lúc đó ba má sẽ không chen vào chuyện của con nữa, được chưa? Phải chi á, ba cũng nói chuyện được như má thì con đâu có thái độ gây lộn với ba làm gì. Thì con đó, con cũng đâu có vừa gì đâu. Hai cha con á, tánh nóng y chang nhau hả? Đúng là còn một mạng quả. Cứ gặp nhau y như là không cãi nhau là không được vậy á. Thôi, không giận ba nữa nghe chưa? Con biết rồi, má. Ừ? Má tìm cách má lấy điện thoại lại cho con nha. Rồi, để má lấy lại cho con. Thiệt là khổ hai cha con à. Má xuống nha. Dạ. Ừ. Cậu Thành, cậu Thành ơi, cậu Thành đâu rồi? Ừ. Dạ dạ, em nè anh. Anh kêu em có gì không? Nè, nãy giờ cậu ngoài này cậu nghe hết câu chuyện rồi phải không? Dạ, em đâu có nghe gì đâu anh. Ừ, thôi chuyện đó không có quan trọng. Bây giờ vậy, bắt đầu từ ngày mai á, tôi sẽ đích thân đưa đón con Thu đi học và sẽ ở đây một thời gian để tôi quản lý nó cho kỹ hơn. Còn cậu, ngày mai đi về quê, cậu với mợ Út coi săn sóc nhà cửa tôi ở dưới. Vậy còn công ty của anh thì sao? Thì vậy tôi mới kêu cậu về quê. Công ty tôi thì đã có quản lý của tôi rồi. Còn cậu á, hàng ngày thì tới lui công ty dòm ngó giùm tôi, coi có đứa nào gian lận hay làm ăn không đàng hoàng á thì báo cho tôi để tôi biết mà tôi xử lý. Hiểu chưa? Dạ. Ừ, thôi vô nghỉ đi, rồi ngày mai đi về quê. Dạ. Em nghe đây, em nghe đây anh Năm ơi. Có chuyện gì vậy anh Năm? Tao đã lên Sài Gòn rồi, nhưng chưa sắp xếp gặp mày được. Vậy à? Tao nói cho mày biết nè, là tao không muốn thằng Sơn nó dính líu tới con gái tao. Mày phải lo liệu đi. Nữa, anh ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái chuyện tình cảm của tụi nó tôi đâu có xen vô được đâu. Bởi vì sao? Tôi đang nhờ nó làm cho tôi một phi vụ rất là lớn. Sau khi nó làm xong phi vụ cho mày, mày chỉ cần cho nó biến đi nơi khác là xong. Rồi 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 rồi, được rồi, được rồi, anh yên tâm đi, để tôi sắp xếp cho nha. Vậy ha, bình tĩnh đi mà, có gì đâu. Vậy nha anh Năm. Sao tối ngày cứ đưa tôi vô thấy kẹt hoài vậy cha? Hết chuyện này tới chuyện khác. Làm sao đưa ảnh sợi dây chuyền này đây? Tự nhiên ba mình lại biết chuyện và lên tới đây. Làm sao mà mình có thể gặp được ảnh chứ? Điện thoại ba mình cũng tịch thu rồi, làm sao mà liên lạc được với ảnh đây? Chán quá. Sơn, ba của em đang ở Sài Gòn. Alo, chị nghe nè. Chị, ở nhà mình ổn hết hả chị? Vẫn vậy em mà. Ngày nào á chị cũng bán buôn rồi hết ngày. Má cũng ít đánh bài hơn, tại người ta đâu có cho má vô sòng bài nữa. Ừ, anh hai khỏe. Hai đứa vừa bưởi á,
đứa nào học cũng tốt. Ồ, vậy hả chị? À, quên nữa, có cô gái tên Thơm á, đang ở đây với chị nè. Ủa, chuyện là sao? Hôm bữa anh Hai Cọ phá ghe người ta trôi xong. Ghe này của ai mất nè? Dạ thôi, con không nhận tiền đâu. Chú, cô, tha cho người ta đi, con không nhận tiền của ai hết trơn á. Có người nhận lại ghe là con vui rồi. Thôi đưa nó về đi. Dạ cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Để con nữa nha. Vậy bà. Vậy là chị có người bầu bạn để chị đỡ buồn rồi. À, mà em gặp Thu chưa? Có chuyện gì không chị? Hôm rồi ở chợ á, má của Thu á tìm gặp chị, nói chị á chuyện của em với Thu. Bà ta nói á em với Thu quen nhau, bà cấm cản rất là nhiều. Em biết đó, con gái người ta là lá ngọc cành vàng, em nên quên nó đi. Hai đứa mà quen nhau không có kết cục gì đâu. Mà nè, cách đây mấy bữa có công an xã tới, nói em á không có trình báo tạm giám nơi nào hết. Họ nói em phải trình báo kìa. Cả thằng Vũ cũng vậy nữa. Sơn, Sơn. Dạ, em sẽ lo chuyện này. Thôi chị đi ngủ đi, ngày mai chị còn phải đi bán nữa. Chị nhớ giữ sức khỏe nha chị. Chị biết rồi, thôi nghỉ sớm đi em. Dạ thưa ba, con đi học. À, Thu, con mà con có thái độ dùng vàng như vậy á là ba sẽ vô lớp ba ngồi ba học cùng với con luôn đó nghe. Ba. Dạ chào bác. Ủa, hôm nay bác chở Thu đi học luôn hả? Vô học đi. Dạ. Chán quá. Bây giờ tao chẳng khác gì là tù binh hết. Ba tao canh giữ tao còn hơn là tội phạm nữa. Thôi, giờ đã vậy rồi, mày có cãi cũng đâu có được đâu, đúng không? Ba tao lúc nào á cũng muốn tao làm theo ý của ba hết. Trước đây á, tao không có chút quyền tự do riêng tư nào, còn bây giờ á là không có không khí sống luôn á, mày biết không? Tại sao? Chuyện gì cũng phải có nguyên do hết, đúng không? Thì ba tao biết là tao đã gặp anh Sơn rồi, mà cũng tại cậu tao hết. Chuyện gì của tao cũng về mét cho ba tao biết hết à. Chuyện này là tao thua rồi. Bây giờ tao chỉ biết khuyên mày một điều á, trước mắt phải nghe lời của ba mày, đừng để nhiều chuyện rắc rối xảy ra thêm nữa. Ôi, nhìn cái mặt này là gian lắm nè nha nha. Đừng có nói là nhờ tao chuyện gì nha. Đúng, chỉ có bạn thân như mày mới hiểu tao thôi à. Tao biết bây giờ có từ chối mày cũng không có được. Dù gì á, bây giờ mày cũng vào bước đường cùng rồi. Cái con đường này người ta gọi là đường cùng của tình ái. Con nhỏ này, tao chưa nhờ giả, cũng chưa có nói gì hết, mà mày đã sướt mướt hơn tao rồi. Thì nói đi. Đằng nào tao cũng biết trước số phận của tao là bị mày hành hạ dài trong cái chuyện này mà. Sướt mướt vậy là còn đỡ nha. Mày biết vậy là tốt đó. Cái gì vậy? Nè, đây là món quà tao nhờ mày gửi tới anh Sơn giùm tao đó. Sợi dây chuyền mày mua đúng không? Biết rồi còn chọc tao hoài à. Cất vô đi, tao sẽ đưa mày địa chỉ của ảnh. Ừ. Rồi có gì mày tới đó mày đưa giùm tao nghe chưa? Tại vì bây giờ á, tao không được tự do đi đâu hết. Tuân lệnh. Tao sẽ là người kết nối nhân duyên giữa mày và anh Sơn. Con nhỏ này. Khoan, còn một thứ quan trọng nữa. Gì nữa? À, trời ơi trời ơi, thư tay hả? Cũng kệ tao. Thời buổi này mà còn viết thư. Nè, cái này quan trọng lắm đó, mày phải đưa cho ảnh giùm tao đó. Nhớ đưa hai cái này cho ảnh nghe chưa? Toàn là thứ quan trọng của tao không đó. Bình nè, kỳ này á, mày mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này á thì mày thích đi đâu, thích ăn gì, thích làm gì, tao lo hết.
Thiệt không? Thiệt. Vậy thì tao muốn đi Đà Lạt. Nhưng mà thôi. Sao vậy? Không biết mày nhờ tao tới bao nhiêu lần nữa. Đợi xong hết mọi chuyện đi, tao tính sổ với mày một lượt luôn. Được. Bữa nay là đám dỗ mang vũ đó. Đám dỗ thím Mười. Sao chú Mười hôm qua không nói cho con biết? Chú hay nhớ hay quên. Mới nhớ mà sáng nay. Thôi chú cứ yên tâm đi. Lát nữa con sẽ qua nhà làm mâm cơm chay cúng cho thím Mười. Rồi con sẽ dọn dẹp bàn thờ, thắp nhang thay cho chú với thằng Vũ nữa. Thằng Vũ nó làm sao rồi? Có thiệt là nó đi làm bảo vệ không? Con tìm hiểu nó giùm chú với em, coi nó mần ăn sao. Chứ để nó lầm đường lạc lối, chú chết nhắm mắt không có yên đâu. Chú, thôi được rồi, để con gọi điện thoại. Sao rồi con? Dạ con quên. Bình thường á, thằng Sơn nó gọi cho con không à. Bây giờ con gọi nó không có được. Thôi để lát nữa con gọi lại. Thôi không cần đâu. Chú nhớ ngày giỗ của má nó là được rồi. Chứ con cái bây giờ có đứa nào chịu nhớ ngày giỗ của cha mẹ đâu. Thôi chú nằm nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Thím Mười về thăm chú. Thím nói chú phải đi tìm thằng Vũ, không thôi nó đi vào ngõ cụt. Chú thím con mình nó bây giờ để đó, có chuyện gì chú đau lòng lắm con biết không? Đó mà có chuyện gì chú sống chi được chứ? Con biết mà. Thôi chú đừng có nghĩ ngợi gì nữa, để con hỏi em con rồi con sẽ nói cho chú biết. Chú cứ lo nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi nha. Sơn ơi, em có sống nổi trên đất Sài Gòn không? Em có lạc đường lạc lối không vậy? Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, được gọi tên là ngày mai. Và những nơi ý chí không hao mòn thì nơi đó có con đường. Cuộc sống luôn cho ta hy vọng thắp lên, được gọi tên là ngày mai. Vì chính ta chỉ có một cuộc đời, hãy sống chân thành ý nghĩa. Tham vọng kéo bước chân theo vực sâu tối lớn. Thôi như là tao đã không được lắm rồi. Thao thức những đêm mơ. Bắt đầu từ bây giờ tao sẽ coi hai đường bay giống như là hai cánh tay đắc lực nhất của tao. Hai thằng bay đó nhìn người ta mà học hỏi đi. Tụi bay đã theo tao bao nhiêu lâu rồi, có bao giờ mà bị được tụi mình đóng một người nữa hả? Nếu như vậy chúng ta